Hôm nay anh có 3 thách thức dành cho mấy đứa đây. Thách thức thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Ba thách thức này yêu cầu mấy đứa hãy sử dụng AI để mà xử lý. Nào, chúng ta bắt đầu nhá. Thách thức đầu tiên ở đây là sẽ có một uh, một danh sách các cái chuỗi là tên của các ngôn ngữ lập trình và yêu cầu đặt ra ở đây á, là chúng ta hãy lọc ra những cái ngôn ngữ lập trình mà có số ký tự từ 5 trở lên và làm theo cách cũ thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái list là cái list này nó sẽ chứa kết quả sau khi chúng ta lọc rồi tiếp theo là ta sẽ sử dụng foric để ta duyệt qua từng cái phần tử trong cái list ban đầu và ta kiểm tra ta lấy ra một cái ngôn ngữ và ta kiểm tra nếu cái len của nó mà lớn hơn 5 thì ta sẽ đưa cái ngôn ngữ đó cái chuỗi đó vào cái list kết quả mà chúng ta đã khai báo ở đây và kết thúc cái vòng lập này thì ta sẽ return về cái list đó chính là cái list mà nó chứa các cái ngôn ngữ lập trình mà có cái len từ năm trở lên đối với lại yêu cầu này mà chúng ta sử dụng streambi á thì ở đây ta đầu tiên là ta sẽ chuyển cái list đó về dạng stream sau đó ta sử dụng cái phương thức filter và ở bên trong filter thì ta đưa cái điều kiện vào và cuối cùng là ta sẽ trả về cái kết quả là cái list yêu cầu thứ hai cũng là danh sách các cái ngôn ngữ lập trình và ở yêu cầu này là chúng ta sẽ lấy ra từng ngôn ngữ lập trình và ta sẽ chuyển thành chữ viết hoa hết và làm theo cách cũ thì ở đây ta cũng sẽ tạo ra một clip là cái clip kết quả sau khi chúng ta biến đổi à, duyệt qua từng phần tử tức là từng cái ngôn ngữ lập trình trong cái clip ban đầu lấy ra một cái phần tử và sử dụng phương thức phương thức là to uppercase để mà ta thành vệt nó sang chữ viết hoa hết rồi đưa vào cái list kết quả và cuối cùng là return về sử dụng team thì chúng ta sẽ sử dụng phương thức map và ta đưa cái tiêu chí mà chúng ta muốn việc còn lại là team nó sẽ xử lý và sau đó nó sẽ return về kết quả yêu cầu thứ ba là tìm phần tử đầu tiên phần tử đầu tiên ở đây là phần tử mà nó có cái độ dài lớn hơn 5 thì nếu mà ta quan sát ở đây á, thì Python chính là cái phần tử đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ khai báo một cái biến kết quả gắn nó bằng null diệt qua từng cái phần tử ở trong cái clip ban đầu lấy ra lấy ra phần tử kiểm tra cái len lớn hơn năm thì ta lấy cái phần tử đó gán vô cái biến kết quả và frac thì cái frac này nó để đảm bảo rằng là chúng ta chỉ lấy phần tử đầu tiên thôi sau đó xuống bên dưới này chúng ta phải kiểm tra nữa bởi vì sẽ có trường hợp đó là không tìm thấy thì trong trường hợp mà tìm thấy tức là cái kết quả này khác luôn thì ta trả về kết quả đó còn trong trường hợp mà không có cái chuỗi nào mà lớn hơn 5 thì nó là nó Sử dụng trong thì ta sẽ sử dụng phương thức filter đưa điều kiện lọc vào và sử dụng cái phương thức là file first để mà nó trả về phần tử đầu tiên. Thế trong trường hợp mà không tìm thấy thì nó là OL thì ta sẽ gán cái chủ là nó